tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ mà anh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đời đời của em. Sau nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó, ở dưới quê mà chị đối diện đầm ruộng mũi nó cũng chích, mà thằng bạn em á thì nó nằm trong lùm, núp trong lùm á, nó chào xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Em nói là nụ hôn đáng giá một sợi dây chuyền thì cả cuộc đời em phải đáng giá một sợi chứ. Dạ em chào. Trời ơi, mới bước ra tưởng diễn viên Kim Huyền không à. Ờ vậy hả? Em biết chị Kim Huyền không? Cái chị nhỏ nhỏ con đúng rồi, nhỏ đó. Dạ. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thượng. Em tên là Huỳnh Thế Hiển, em đang kinh doanh và phát triển thương hiệu gạo. Rất vui được đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và đây là Hiển hệ của em. Thế là Hiển ở đâu? Dạ bên em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hiển nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Thương hiệu gạo gì vậy? Dạ gạo Vinh Hiển ạ. Vinh Hiển, Vinh Hiển. Cái nguồn gạo của mình là lấy từ đâu ạ? Em lấy từ vùng Gò Công Tiền Giang. Dạ, sản xuất ở Gò Công Tiền Giang. Thôi con mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huyền Trân, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là luật sư tư vấn về doanh nghiệp. Cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau năm lớp 11. Mà thật ra là cũng không có gặp nhau, mà lúc đó là em thì em học A1, bạn học A4, tức là tụi em học chung trường cấp 3. Nhưng mà ở xa, ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ tụi em ở Gò Công Tiền Giang luôn á. Dạ em với bạn có một cái bạn chung. Hiện thì chủ đích là muốn nhắn tin cho cái bạn đó. Hồi xưa cũng là cà rốt năm cấp 2 nhưng mà không có quen, nên là lên cấp 3 thì mới liên lạc lại. Thời đó thì điện thoại di động nó cũng chưa có phổ biến á. Tụi em cũng mới xài và Hiển nhắn tin cho em là Bê ơi, Hiển nè, có khỏe không? Là Trân ơi, Hiển nè đúng không? Lúc đó em nghĩ là như vậy. Thì cũng tên là đầu chữ cái tên là T luôn. Dạ, lúc đó em nghĩ là bạn bạn Thảo. Dạ, bạn Trân. Bạn của bạn Trân. Dạ. Ủa nhưng mà là Hiển cũng có số bạn này luôn. Không, mất liên lạc của với bạn Thảo, bạn nhờ qua điện thoại của bạn Trân. Còn em thì em tưởng bạn này là bạn Hải lớp em, cho nên là hai đứa nhắn tin qua lại. Thì hôm sau bạn hỏi là hôm nay có đi học không Tê, dạo này sao rồi. Cái em mới thấy là ủa sao có gì đó sai, học chung lớp với em thì tại sao lại hỏi là có đi học không, mà còn hỏi là dạo này sao nữa. Em mới nói là ủa vậy H là ai vậy. Cái bạn này nói là ủa Hiển nè. Hiển nè. Lúc đó mới lòi ra một ông Hải, một ông Hiển. Dạ đúng rồi. Bà Trang, một Trân, bà Trân với một bà Thảo. Dạ. Hai HH, hai TT, chúng nó lộn. Cuối cùng là một cặp này dính. Đó, nói chung là hờ tờ đó. Hờ tờ. Nhưng mà cái cặp kia có dính không? Dạ không, cặp kia thì không có quen biết nhau. Sau khi phát hiện là nhắn lộn tin, rồi sao nè? Dạ thì lúc đó nghĩ là thôi cũng cái duyên, đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1.000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Nhóm lại là do tiết kiệm, sao uổng. Uổng, hết 100 tin nhắn. Dạ. Nhắn xả vàng luôn, ai ngờ dính luôn. Ai nhờ dính luôn. Nhắn qua nhắn lại gì thì có bị phụ huynh phát hiện không? Có, cũng nghi kỳ lắm anh. Lúc mà nhắn được khoảng thời gian mà em thấy cái gì mà nhắn lúc nào cũng bấm điện thoại mà không cần nhìn bàn phím luôn, có thể vừa chạy vừa nhắn tin luôn á. Nên là mẹ tịch thu điện thoại. Bị phụ huynh tịch thu điện thoại rồi. Dạ. Vậy thì lúc đó hai đứa em chuyển sang phương thức mới. Phương thức gì? Viết thư. Dạ, viết thư tài. Rồi. Tập 200 trang á mà cứ rứt vậy là viết hết cuốn này tới mà cuốn kia luôn. Mà thường viết vậy gì? Kể chuyện qua lại về tuổi thơ, về ước mơ, hiện tại rồi tương lai. Đó, xong rồi mẹ em thấy là nếu mà nhắn tin á thì còn có lúc ngừng, lúc đợi tin nhắn qua, còn viết thư còn mất thời gian nữa. Nên thôi, cuối cùng tao trả điện thoại cho mày, muốn làm gì làm đi. Sau đó thì bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là quen nhau? Hẹn hò nhau lần đầu tiên á. Tụi em quen thì cũng lâu, mà thời gian hẹn hò chính thức á, xác định chắc ngày sinh nhật của Trân. Ngày hôm đó thì em có ra ngoài nhà Trân, cũng trời mưa tối phập phùng, em thì cũng có chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trân. Thằng bạn em nó chở em đi từ nhà em ra nhà Trân cách khoảng 5 km thôi. Hôm đó là ở ngoài em là ngoài đồng trống á, cũng vắng vẻ lắm mà cũng sợ ba mẹ em phát hiện. Cho nên là ảnh bắt cái thằng đó ở núp cái lùm tút đằng xa, còn ảnh đi bộ vô. Xong hai đứa em tặng quà thì em cũng có chuẩn bị là cầm dây chuyền, xong cầm dây chuyền nhỏ là trao qua cổ, xong rồi em hôn Trân. Cái tuổi đó mà sao ông giàu dữ vậy? Là dây chuyền bằng bạc thôi. Ủa lúc đó là tụi em là học lớp mấy rồi? Lớp 12. Dạ lớp 2. Mới 12 mà sao giàu quá vậy? Dây chuyền bạc cơ mà. Trời, nhưng mà dây chuyền bạc nó tiền nhiều lắm á. Đúng là cái tư tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Dạ. Anh không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ, mà anh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đầu đời của em. Dạ. Tại vì bạc đó nó mới xứng tầm với cái nụ hôn đầu đời khi mà anh đi cướp của người ta. Đúng là ăn khế trả vàng đó. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Được không? Thì cũng được. Trao nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó. Quê mà chị đối diện đầm ruộng mũi nó cũng chích, mà thằng bạn em á thì nó nằm trong lùm, núp trong lùm á, nó chào xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Nó chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Mình say nhau, nhưng mà tội nhất là bạn á. Dạ, đúng rồi. Về mặt phim ảnh á thì hơi lãng mạn
bạn đúng không? Nụ hôn đầu đời ở cái chỗ đồng đồng không mong quạnh mũi mồng ngay phối luôn á, nhái đồ rồi dạ, cổ vũ đồ. Tụi em đứng đó chó sủa dữ lắm. Tính tới luôn đi. Dạ. Tính từ cái nụ hôn đầu tiên là hai đứa chính thức quen nhau. Rồi đến bao lâu thì mấy đứa mới cưới? Tụi em có một lời hẹn 10 năm. Wow. Ủa tại sao lại tới 10 năm dữ vậy? Tụi em định hình là phải trở thành một người có công ăn việc làm tốt, dạ, rồi có thu nhập thì mới kết hôn. Và em rất là mong muốn là có một cái đám cưới thật là hoành tráng lung linh như ý, dạ, và phải bằng tiền của mình, cho nên là phải có một cái thời gian để chuẩn bị cái điều đó. Vậy anh đoán nha, chắc tụi em cũng mới cưới thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới cuối năm 2020. Như vậy là các bạn quen nhau là lúc đó các bạn 17, 17 tuổi. 17 tuổi, hẹn nhau 10 năm mới cưới. Dạ, tức đúng là đến 27 tuổi các bạn mới đám cưới. Dạ đúng như rồi. Như vậy các bạn chịu không nổi, các bạn đã cưới sớm 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng tại không? Vì quen á là quen đầu năm 2020. Ông cũng giữ vậy cũng được. Quen nhau 9 10 năm thôi cũng được rồi. Dạ. Coi như trong suốt cái thời gian mà hai đứa quen nhau là gần 9 năm rưỡi á, cứ êm đềm vậy hay có sóng gió gì không? Đó. Có kẻ thứ ba nhảy vô nhảy ra không? Kẻ thứ ba thì không bao giờ có. Nói chung là có gặp khó khăn, dạ, gì không đó, dạ, nếu mà khó khăn thì có, dạ, khó khăn thì chắc có lẽ là thời điểm mà sau khi tốt nghiệp của Trân và em thì chỉ tốt nghiệp khoảng 1 năm vì em nợ bằng anh Văn. Trong quá trình đó thì vợ chồng em cũng có hay xảy ra cơ bản là xích mích về buồn vui về việc Trân đi làm, Trân tiếp xúc với mọi người. Em thì ghen không, em không ghen, em thì lại là vui chơi nhiều hơn. Em chỉ học anh Giang thôi. Ừ. Thời điểm học anh Giang có 2-3 ngày, thời gian còn lại thì hầu như là em đi chơi. Đi vui chơi. Đúng rồi, đi vui chơi. Ham chơi. Dạ đúng, hơi ham chơi. Khúc cuối tốt nghiệp đại học thì Trân nhìn đi nhìn lại các bạn bè xung quanh ra trường có tiền, trong khi đó em hơi bị èn cái khúc đó. Trân có động viên, có chia sẻ với em là không có bằng tốt nghiệp thì vẫn đi có thể đi xin việc được. Hồi xưa em cứ nghĩ là có bằng tốt nghiệp mới đi xin việc được. Ừ. Thì bảng điểm đã đầy đủ hết rồi nhưng mà chỉ thiếu bằng anh Văn. Nhờ Trân động viên thì em nộp CV, Trân viết CV cho em nộp CV lên một công ty. Thì cũng cơ may mắn là cơ duyên là có thể là năng lực cũng cơ bản bản thân thì nộp CV với CV công ty ban đầu phỏng vấn thì em đậu luôn. Dạ em chém gió CV nhiều quá. Bên công ty làm đẹp em cũng rất tự tin rồi, tự tin cơ bản rồi nhưng mà chưa hài lòng với công ty đó. Thì mong ước của em là tìm một công ty nào đó liên quan tới ngành lương thực thực phẩm để em phải về phát triển chung của gia đình em. Dạ thì 1-2 tháng làm mà bên kia có một công ty phỏng vấn đầu ngành của ngành gạo, em cũng đậu vào. Cái lúc mà ảnh thăng hoa trong công việc á thì lúc đó thì em lại cảm thấy hơi có một chút gì đó chạnh lòng một chút, tại vì mình đã giống như là giúp mọi thứ, giúp ảnh nâng cao trong công việc. Công việc của em thì cái nghề luật của em mới ra trường thì nó cũng vất vả lắm. Và em không có được cái như ý của mình. Khoảng thời gian đó ảnh đi công tác, đi tiếp khách, đi bạn bè rồi phát triển sự nghiệp của mình á. Và em thì cắt hết mối quan hệ bạn bè để dành tất cả thời gian cho ảnh. Xong tới dần này ảnh đi rồi, ảnh đi con diều bút lên rồi em ở dưới em nhìn lên thôi. Giác mình giống như mình đi trước về sau đó phải không? Dạ đúng rồi. Và em học giỏi thì mọi người kỳ vọng cũng nhiều mà lúc đó chưa được cái gì hết. Mà lúc đó em khóc nhiều lắm, mỗi lần đi chơi về là em sẽ khóc. Rồi cuộc sống của em nó cũng stress nhiều, mất ngủ. Tự nhiên cái một hôm đó em nhìn vô gương á, em thấy mắt em nó sưng lên như nè. Cái em nghĩ, ủa tại sao ảnh đâu làm gì mình đâu mà mình cuộc sống của mình cũng đâu đến nỗi đâu mà sao mình phải khóc nhiều như vậy. Thì em quyết định là em thay đổi, em không có bắt ảnh là phải thế này thế nọ thế kia. Và em nghĩ là mình phải phát triển bản thân mình cái đã hơn. Còn chuyện ảnh là bây giờ mình đã giúp được cái đó là tốt lắm rồi. Thì lúc đó em nghỉ việc ở công ty cũ, em ra mở công ty riêng. Rồi em kết nối lại quan hệ với bạn bè, mình cũng có thế giới riêng. Ảnh đi chơi thì em cũng đi chơi. Ảnh như con diều bút lên thì cũng có những giai đoạn thì nó cũng bị đứt dây. Kiểu như là lúc đó mọi thứ nó quá dễ dàng với ảnh á, cho nên là ảnh nghĩ là nó cũng dễ dàng. Ảnh có đầu tư với bạn bè này cái kia. Rồi với khách hàng thì có thể là công nợ rồi các kiểu. Xong rồi có thể lúc xui, có lúc thì do lỗi mình tự tin quá, cái là nó cũng có những cái sai lầm. Và trả giá bằng tài chính thì lúc đó tụi em cũng mất tiền nhiều. Không có kẻ thứ ba là được rồi, là tốt rồi đó. Vậy đó là khó khăn nhất đúng không? Đúng rồi. Cưới nhau làm sao nè? Vì vậy cái lời hẹn 10 năm đó thì lúc đó em có nói với anh Hiển á, khi nào mà anh cưới em á thì anh phải cầu hôn nha. Chứ không phải là tự nhiên cứ thế là kéo qua nhà em rồi hỏi cưới em nha. Có cầu hôn lãng mạn không? Siêu lãng mạn luôn á. Thì lúc đó là kỷ niệm bước sang năm thứ 10 yêu nhau đó. Em đặt khách sạn đổi tên Đà Lạt hết rồi. Xong rồi em chỉ báo là em đặt ở đó, đó vậy thôi. Không ngờ là ảnh chuẩn bị sẵn nhẫn rồi ảnh gọi điện lên cho cái khách sạn đó. Dạ, khách sạn đó là khách sạn Đà Lạt Wonder. Thì cũng may mắn là có một chị đó, chị cũng muốn giống như là khách sạn mình đầu tiên tổ chức cái tiệc
cầu hôn cho một đôi bạn trẻ mà quen thời gian cũng khá lâu, thì chị đã chuẩn bị chu toàn từ đầu tới cuối luôn. Kỳ này là tặng nhẫn vàng hay nhẫn bạc hay nhẫn hoàn toàn? Dạ nhẫn kim cương. Em dặn trước rồi. Wow. Em nói là nụ hôn đáng giá hoặc là dây chuyền thì cả cuộc đời em phải đáng giá hoặc hoàn toàn chứ. Rồi sao không, như là có nói những cái lời mà lãng mạn không? Tưởng tượng nha, em cũng có coi clip mà cầu hôn đồ này nọ, vì em cũng thích mơ mộng mà em nghĩ là lúc cầu hôn em sẽ khóc nhiều lắm, nhưng thực tế em không có khóc, em cười. Quá chị nghe nó cười tét mắt. Ủa anh nói gì mà mắc cười? Em thấy ảnh quỳ xuống rồi, một người mà cũng đã sống với em 4-5 năm rồi. Dạ. Thì mọi thứ tụi em đã hiểu nhau hết rồi, nhưng mà ảnh vẫn trân trọng hỏi em là em có muốn dành cuộc đời còn lại với anh không. Nhưng mà sao lúc đó không khóc đâu, mà nó chỉ mắc cười thôi. Vui quá mà. Ừ, vui quá vui. Thật ra có nghĩa là em rất là hạnh phúc rồi. Bây giờ, bây giờ đã vô tới cái hôn nhân nè, có nghĩa là có loài ra cái quen nhau 10 năm nè, ở bên nhau là 4 năm 5 năm 2 năm là coi như là vợ chồng với nhau. Dạ. Bao nhiêu tật xấu nó có lòi ra hết không em? Dạ thì thật ra em với ảnh thì ở chung nên em cũng chấp nhận được hết mấy tật xấu của ảnh rồi. Thì từ từ tụi em sửa với nhau, góp ý với nhau. Mình vô thẳng luôn đi em, nói là không bị vô thẳng vô luôn. Không có những tật xấu gì, tật xấu bộ không, rồi có nhậu nhẹt không, có mê game không, đi ăn vặt vô địch luôn á. Vậy hả? Ví dụ nào? Dễ thương mà chị cũng ăn vặt mà. Dạ nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình chị. Ví dụ như ảnh đi đá banh về khoảng 8-9 giờ á, là ảnh sẽ xách bánh kem, đậu hũ, bánh tráng trộn, cháo cá gì đó. Rồi bắt đầu anh ngồi năn nỉ là em ăn với anh đi, anh ăn anh buồn quá. Tôi kéo đầu là mình thì có lúc mình cũng giảm cân mà ảnh cứ vậy đó. Tức là gì nè, nếu mà ăn một mình không nói, nhưng mà cuối cùng em có ăn không? Ăn sao mà ăn được, không đặng. Vậy em dụ chị thử chị ăn không? Thôi em chỉ để chị dụ em có ăn cũng ăn à. Rồi bây giờ còn tật gì nữa nào? Chưa có con, rồi buổi tối về thì cũng không muốn làm gì, nên là đôi khi ảnh cũng có thích đi chơi với bạn, thì ảnh nghĩ chuyện đó rất là bình thường. Ảnh không bao giờ ngăn cản em đi chơi và cũng không có bao giờ hỏi em mấy giờ về hết. Ảnh cũng nghĩ là chuyện đó rất là đương nhiên. Bây giờ vẫn còn à? Dạ chưa, tụi em chuẩn bị có. À chuẩn bị có con. Mong muốn thay đổi luôn đi. Bây giờ sẵn vậy, vợ mong muốn chồng thay đổi điều gì đó hoàn hảo hơn? Dạ, so với anh của 10 năm trước thì mọi thứ nó đã đi theo cái hướng mà em mong muốn. Tất cả những cái kế hoạch mình mơ ước thì nó đều đã thành sự thật hết rồi. Bây giờ thì mình biết tiếp chương tiếp theo 10 năm nữa thì sẽ có những cái vai trò mới làm cha làm mẹ. Em hy vọng là anh sẽ nỗ lực nhiều hơn vì gia đình của mình và để tâm nhiều hơn tới cảm xúc của em. Có đôi khi là nếu mà em trở thành mẹ thì có thể là cảm xúc của em nó sẽ vượt tầm kiểm soát của em, vì có những áp lực, có những cái sự thay đổi về bên trong cơ thể. Thì anh hãy hiểu và quan tâm đến em hơn. Đừng trước tâm đó. Nữa, đừng vô tâm nữa. Đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ tới Hiển đó. Vợ em thì nếu có tật xấu thì em nghĩ là chứng bệnh hoàn hảo của anh. Và em lên kế hoạch, thí dụ có đi đâu, làm gì phải lên kế hoạch từ chi tiết. Nếu mà quá tốt, cái gì nó không đạt như kế hoạch thì vợ em buồn, mà tự phải buồn. Không có đưa ra giải pháp khác à? Luật sư mà em lên kế hoạch hết trơn mà chi tiết chi tiết mà vẫn buồn. Nhưng mà vẫn buồn nên nó bớt đi sự hoàn hảo đi một tí. Bớt hoàn hảo đi thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng rồi, hoàn hảo. Em thấy mọi thứ không hoàn hảo thì em tự buồn vậy đó. Chứ thực ra thì nó cũng có gì để đáng buồn đâu. Thật ra là những thứ là tốt hơn so với bình thường. Bây giờ mong muốn cái gì? Dạ mong muốn thì vợ em bớt đi sự hoàn hảo tí thôi chứ. Bớt đi cái sự hoàn hảo tí thôi. Rồi bây giờ hôm nay nhân sự kiện mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, Hiển có cái điều gì muốn nói với vợ hay không? Em cũng biết rồi, trong khoảng thời gian qua thì từ ngày lấy em thì anh cũng đã cơ bản là về mặt kinh doanh, mặt tài chính thì anh cũng cố gắng sắp xếp để hỗ trợ cho gia đình chúng ta sau này. Mong là hai vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Dạ. Giơ tay ra. Okay. Trời ơi, thiệt rồi. Đã đến lúc rồi, các em cần phải có thêm một thành viên mới trong gia đình. Dạ. Và anh chúc cho hai vợ chồng nha, sau chương trình này về sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Sẽ thương nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Và đặc biệt là trong vài tháng sau là các em sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Dạ. Dạ. Và qua năm sau, năm mẹo, các em sẽ chào đón một thành viên mới thật là tuyệt vời, khỏe mạnh. Rồi, dạ, cảm ơn anh. Chúc hai đứa tại nguyện nha. Dạ. Cô Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh. Sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của nó là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Bác sĩ cô hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là Đồng Hương. Coi như Đồng Hương rồi. Không là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi. Sinh năm 1989 ạ, và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Con như chồng đặc trang sức.
sức. Dạ. Vợ là mỹ phẩm. Dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đỏ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Ờ, rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Hoặc là này đi xuống đi, mua mỹ phẩm. Ủa, mua mỹ phẩm cho ai ta? À, rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn. Đó, thì sĩ Hạnh đó đi đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái, lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ, đúng không? Không đúng á. Thì xuống chi vậy? Xuống chi vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi, khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Đó sao bây giờ khai dạ, đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh xinh không, giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem thế mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại và em này có người yêu chưa? Thế, bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh à, tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. À, có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì đúng rồi. 21 tuổi thì đúng rồi. Con giỏi. Con 19. Dạ, 18. Dạ, đúng rồi ạ. 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ vâng. là có lâu lắm trên rồi 10 ạ. Năm rồi. Dạ, vâng. Đúng không? Vâng. À, nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn. Phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng tổ chức gặp mặt. Kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. À, có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ đúng dạ, không? Vâng. Set up trong buổi vâng. gặp gỡ tình cờ. Gặp tình, đi xem phim ạ. Rồi nhưng mà sao tình cờ được cố tình mà? Thì bởi vì em mới nói set up một cuộc thực gặp tình cờ. Là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn. Nhưng mà nè, cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì thấy cổ như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn rồi, vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nọn chuối. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với những cái sự tương phản này. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần chắc trắng áo xanh ra hơn quần trắng vâng quần trắng lại đấy nữa cái phối đồ nó rất là hỗn hợp vâng nó rất là tố cáo nhau ấy. Thì con thấy mà con vẫn ok vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy ra như thế nào? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con tức là chị chơi với con có nhắn tin là em ơi có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không để chị kiểu cũng sắp xếp các thứ thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không? Tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm. Thì ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì. Nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc như hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là
chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần của con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói à. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. À, có nghĩa là tạo nét đó, đúng không? Tạo nét. Nhưng mà con bé vậy là rất cá tính nè. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là mà gặp mà linh tinh không vấn đề gì, em không tốn thời gian. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã dạ. có được cái suy nghĩ đó là dạ. cá tính nhiều lắm đúng không? Dạ. Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng cái nào. Ủa nhưng mà Nhi ơi, dạ. trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để không gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Anh có mời con một cái gì đó không? Không, nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ. Anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động nữa. Nhưng mà cô hỏi nè, dạ. cái lúc mà móc tiền nó trả con có để ý không? Hôm nó xài tiền trắng hay tiền đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Đến lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả không. Tiền là mạnh ai mới trả hay sao? Không ạ, là anh bao nhưng mà làm kiểu anh ấy cứ cũng quay đi anh trả tiền. Rén. Vâng. Rén đến khi mà nhưng yêu mà nhau rồi thì mới nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là đó, tiền nói nhiều hay tiền ít? Sau này ạ. Nó nói là tí xíu. Tí nữa sẽ chia sẻ. Vâng. Giờ chưa? Hôm đó đó là anh này anh trả tiền mà anh lén anh không lén. Có chắc là sợ là tích tiền hay là có nghĩa là lén xài tiền lẻ rồi đúng không? Tại thường là lén vâng. là có hai vâng. điều, một là tiền quá ít. Vâng. Con lúc đấy là đúng thật là cắt. Đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm dạ. nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà tuy sau là đó sau đấy là có rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ về okay, tiếp luôn dạ. đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thế tuy nhiên là một thời gian sau khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Thế đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu, không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút. Thế mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không cưa, không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi không uống trà chanh nhà thờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Duy Từ, là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Thế tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ, người để nhuộm tóc đôi không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à? Chỉ hỏi thế thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại, em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con mới bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì là bảo ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe. Ở đây thì hỏi con nè, nó thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ. Vâng, con quay xe con cũng hơi chán rồi nên con định nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đã cái nư chứ đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em à, em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Hả? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó chưa? Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi cách vô vọng thì đó em nói. Cho nên đâu có đã nư được, gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn, có đúng không? Đó đúng rồi, là về đúng rồi, con chán là về nhắn tin cho cổ, con chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại đó. Cái sự quan tâm của mình cũng
không thấy sự phản hồi lại. Ok, cái đó là hiểu. Dạ. Hiểu cho nên là con mới đi tìm một cái cơ hội khác, một người bạn khác. Dạ. Nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa. Thì thật ra đó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó. 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 Đúng ra thì gặp cô này phải giặt mặt cổ cái không có đã. Mà sao lại về để nhắn tin cho cổ? Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, sang chở chị Thúy Nga chưa được gặp vợ em. Thực ra theo con thì sao nè? Theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi. Cho nên nếu mà khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là tiếp tục cho lại quay xe quay liên tục. Thật sự là con rất là thích cô này. Dạ. Đúng không? Mà chưa chinh phục được. Dạ. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, dạ, thấy anh có điều gì muốn hỏi em à? Dạ. Mà chắc chắn là có nhiều điều muốn nói với cô lắm. À không, con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại. Xong vợ con hỏi là gì muốn anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với con. Con nói câu gì? Thì con kể thế gì nhớ không? Có ạ. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy, lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích thích nhau. Có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là thế sao không thích từ trước đi, mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thì con nói hẳn thế. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy. Về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra, nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn là không được rồi. Quả này là không ổn. Đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ, con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á. Xong lúc đó con đá sao. Con định như thế cho đỡ bực. Thì cái tội đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau. Tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nào, nỗi khổ kia chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp. Thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê. Xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Con cứ ăn thôi, chồng con rất là sốt ruột rồi. Con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói. Con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ôi chồng con sợ ấy. Mắt kiểu lúng túng luôn ý. Rón ré. Rón. Mắt thế mở lên lúc cụp xuống. Nhìn này xong lại cụp xuống. Đấy. Thế xong rồi con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như thế, nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau. Thì cứ ngồi ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi. Cũng không, em cũng không có gì nói thêm cả. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi. Hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa, rồi thế nọ thế kia đấy. Em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi, em cho anh xin một tuần, rồi anh đưa em câu trả lời. Xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần. Con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nọ kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời, ông này ông bị làm sao, như là tinh vi quá. Đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước. Con ôm, thế xong con chỉ xuống xe, con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu. Anh về anh yêu bạn thân anh đi. Tại vì thế nọ thế kia nên con nói thế xong con mình con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được. Thế xong rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Chẳng cần một tuần à. Sang một đêm thôi, sáng hôm sau. Đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ, đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc ấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc? Trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu
Kiểu hồi đấy là đã đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên trông ăn chơi tí đã yêu hơn tí rồi. À, đột thế thì nhượng từ lâu. Thế thì bây giờ còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đó không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường thì chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia, kia bố anh kìa. Thì con mình quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý. Thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thế con đi qua mà ôi nhà anh đây đây à? Thế con chồng con bảo là ừ nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi, chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang, ví dụ đang khoảng được 5 thì nhiên lên 7. Thế xong là rồi do đi ngang cái nhà. Do phong thủy. Phong thủy. Đúng rồi. Chờ nhà chồng con bán trang sức đá quý phong thủy mà đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ là bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà. Mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh nhà, bảo ừ nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đấy khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ sau khi thế xong đi xong chơi đấy, thì có để ý cái bóp tiền có chưa? Có, bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây. Xong đến lúc cô hồi không? Cái hôm đầu đó là tiền lẻ hay tiền chẵn? Đó thì chắc chắn là tiền chẵn rồi. Xong rồi tiếp, sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp. Thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều từ 500 hay 200. 500 ạ. Cứ mỗi lần vậy là yêu thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số số. Về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vâng ạ. Chả ít ai giàu trúng số. Thế ơi, nghĩa là cô gái này á có mỗi ngày á là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vâng. Vậy thì tình cảm của con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì còn con thì lúc nào con cũng vẫn yêu, như là bởi vì mình chính là người chọn, mà thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu. Vâng. Rồi. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn. Đúng không? Đúng ạ. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, vâng. Mấy bé rồi? Hai bé ạ, con có hai bé rồi. Bé 5 tuổi và bé 6 tuổi. Năm rồi ạ. Bé 5 tuổi với 6 tuổi. 14 năm chứ ạ. Vâng. 14 năm ạ. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm. 14 năm yêu lấy nhau. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió. Yêu nhau lắm ấy. Đâu chuyện gì vui vui cho coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi, rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi, chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau, là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá. Phải rất sốc, và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con, đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó. Con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ, nhưng con bảo là Úc xa quá, Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ. Thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần. Và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả. Chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề. Vì con đã quyết tâm, mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố. Cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất yêu con.
Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai với người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi đi thôi. Thì con thời điểm đó. Vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân. Nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường. Anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là ô gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy. Cũng kệ. Ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì có thể đó cảm giác là bị an toàn, bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Con đi phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con bớt chờ đợi lại đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Con về con sao ba kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy đi để đi rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân hơn bằng cách đi. Đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng rồi, làm mũi luôn. Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích. Cũng có hỏi nọ hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ. Tức là mình cũng không phải là kém cỏi, hay là mình cũng không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý hay như là mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình. Chết rồi, kiểu nọ kiểu kia lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn. Bắt đầu lại quay xe. Bắt đầu lại quay xe, sao đổi môi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Vâng. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. Du học sinh về đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mà nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con á, con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên rất, cái lá sen rất là chê. Ôi Nhi ơi, chê. Anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? Lần một thì con làm ở Việt Nam, tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không vẫn không đẹp và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má. Thế là nó to quá và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong, con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu. Đó là một cái trải nghiệm trong cuộc đời con mà con nghĩ. Con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ. Mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng, thì bà tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu vì làm nhiều quá rồi, làm cái không ăn xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra làm đi. Sang Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là
con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Ờ thế ok anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc xong lâu đi ra. Con ok đi ra phải thế đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục. Ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện. Thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữa ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok, anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy, con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thể nói ấp ống xong rồi sao gọi, không thể nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc mà thôi chết rồi, hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếp sắt xiết có to trông như ngân hàng ấy. đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì rồi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Bảo vợ anh đây thật á. Thế bảo vợ anh thôi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, làm hết mặt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi có đúng nghĩa là cái mắt anh cũng hiểu rồi, đập đi xây lại vừa đập đi xây lại vợ ăn gian chưa rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu. Ôi rồi, vậy lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó là như kiểu là sát nhập Ai Cập ấy, bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo. Xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về thì về khách sạn nghỉ ngơi đã. Biết tại là còn phải về dìu luôn, người yếu lắm chú ạ, vì bổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng lại thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này. Xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây thôi, bảo đây là đâu, tôi là ai. Lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ. Có nghĩa là nói đúng không? Lúc ấy nói yếu không nói được nhiều rồi. Chỉ cần nắm tay là biết rồi. Dạ. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc đấy còn bực lắm lúc về, con bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được. Hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn. Bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi, nhìn mặt nó kia trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nốt rồi tính. Thì con tiện lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đấy, có một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này ở lại tính chăm sóc. Sáng đi mua cháo nấu, rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con, rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi, ở dưới ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thì tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. Hồi đó con chưa thân với mọi chị em mọi người đấy lắm, con bạn tưởng Việt Nam quá. Trong đầu mình mà đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu con đây là quân địch đến, không nói chuyện lạnh lùng mặt quay thì mà không nói vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy ở dưới tiếp. Một ức lắm chú ạ, lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Lại do cái mặt lúc là con nghĩ là ly dị luôn. Ôi, về đến sân bay là đòi ly dị. Không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa dối.
nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy, tức là chồng, tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không, thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời vẫn là anh đồng ý đúng không? Ờ, nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng, lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á, rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng, nói rất là kinh là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Xong con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Ai bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì vợ thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý, là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần. Và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm, con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh, hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu không nổi. Không cãi nhau chịu không nổi, hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt, con cắt để thành mái che hết mặt rồi. Về là ông vẫn phát hiện ra. Thế là sao? Lại rồ lên lần nữa, ôi rồi ôi lại đòi bỏ nhau lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn chưa bỏ nhau. Hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay, vợ con đi nhận hàng thì là đang rất là người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra từ xa, thế trông giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại là... không giống vợ mình nói bảo sao trông cũng rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Xong bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau, người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt đấy. Thế là chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. nhưng mà con công tâm dạ. Công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Dạ. Cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xây lại, vâng, con còn nhớ thì khi chúng ta có đi coi phim, mà nhất là những phim Hàn Quốc mà vâng, Mỹ đó, vâng, đó cái lúc mà tháo cái bằng nhạc luôn, búng ra một cái, trời ơi hào quang tỏa. Này đúng đấy, một cô gái, một nàng tiên tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt, dạ, mở cái mặt ra, thực ra cái sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp thôi ạ. Còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ đợt mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng thôi chú ạ. Nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau. Thời gian sau. Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong mặt hàng sáng ngủ dậy. Có nghĩa là có phải không, nhưng mà bây giờ xinh quá trời. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Con cũng nói con sửa con biết luôn á. Con cũng thấy tự nhiên và rất nhiều người khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói không sửa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải và... không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra gần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần là tại 8 vì... lần. Dạ vâng ạ, tại vì lần nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồ tí, con chồng con thông cảm lần sau chồng con nói ra chung ra là xử lý. Mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện cái hình okay nợ sáng này là quá ok rồi. Cái chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Mộc? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Vậy thì quá trời năm để mà bao nhiêu phẫn uất cho con nó. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Vâng. Và hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ đó bây giờ tới con. Có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều ạ. Đầu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính. Rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng là chồng vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là nóng là giận lắm. Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất
Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa cũng chuẩn nhau. Đúng rồi, nóng nhất là cái đấy. Có. Bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Dạ, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có. Cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng lúc tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con mới đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con. Như này thì con mới lại để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua lại nhìn thấy thế là cứ hét lên là thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời. Con mới là người được bảo cần được bảo vệ nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương chú ạ. Lúc đấy là bảo mà đây lại cái hàng xóm nhà mình này nó chết dở buồn. Là oan ức. Oan ức ạ, oan ức ạ. Nóng tính này. Nóng tính à? Nóng tính là sao? Vợ con là bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rửa mặt xong rồi con mặc áo đi, còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out. Vâng, check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó và rồi con có phải là người đi hốt hay đó không? Con cũng phải dọn. Tại vì nhiều thuốc đang không phải nhấc cả chân lên hút bụi. Mà vợ con nó mua đồ gọi đồ gì ship về các thứ mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây? Vậy 2 năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online. Có nghiện không? Có. Như vậy là cũng đúng nghiện shopping. Nghiện mà không nhớ đúng đồ cái gì. 2 năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nè. Thế bảo cho nên em hết hạn rồi anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè. Thường người ta nói đó, đi mà đi nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Con nặng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên rồi. Chưa thẩm mỹ khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ là bẩm sinh rồi. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8-9 lần đúng không? Nhớ hết luôn. Chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày đấy. Rồi thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Con mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không vẫn không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là để bớt nóng tính, bớt nóng tính lại, vẫn là bớt nóng tính, biết là lắng nghe chồng hơn. À, theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý cái túi mũi cái lỗ mũi mình nó bị còng. Đụng vô cái gì cái độc ra. Dạ. Trúng vô cái lỗ mũi mình cái còng cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa, đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi. À, con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế nha, từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau không tỉ thí vào công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng bọn con còn đánh nhau mà chạy mất cả dép, đứt cả dép, chồng con chạy đứt cả dép rất là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao. Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ. Tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con đó. Thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí, nhưng chồng con lại là người thật quá. Nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con. Nên là đã từng có lúc con đòi ly dị. Chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người có cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em. Anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin. Nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn. Và con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy con làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc tức hồi là đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng ạ. Không thể hiện. Không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là
thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn rồi. Thì con cũng là đấy, thì con cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến bây giờ này. Con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con gái rất tự đánh giá. Cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước. Tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn. Quên nắm tay luôn. Cô không nắm tay luôn. Đó thì con bảo là bị vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Ok, nó không phải vô tâm mà là hời hợt đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn, tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận với điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, mình dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì. Và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế thì con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi. Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ vô tâm hời hợt giống nhau, còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu căng hơn tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mong bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế là con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang, hơi bướng. Nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói qua nói lại nữa. Thế còn gì nữa không? Hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo. Nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ. Yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn. Chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Thế là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật. Nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay. Chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả. Nên là cố gắng, là không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu chồng con không quay đâu. Chồng con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Không, con biểu diễn đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi nhoi. Nhoi nhoi. Chứ không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá. Thấy vợ cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con. Còn con vẫn cứ con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Giống ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả. Là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, ví dụ như con không thích quay thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Không, con cứ ngồi đấy thì bỏ đi thì đâu thì bà lại cũng thích lắm nè. Bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là lại thành cái nhau. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái luôn. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Ồ. Lên TikTok làm, thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu. Bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để
cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái đấy làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều bạn, hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày sao trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Ở trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần luông chiều. Mọi người đang phải đặt cho con biệt danh. Cái nét là khán giả là mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao. Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, là lúc đầu là không hiểu đâu, lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là à, hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau. Chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Dạ. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị. Nay là 14 năm rồi. Vâng. Sẽ còn là bao nhiêu? 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Vâng. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm thôi. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Dạ. Đó. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh chương trình tình trăm năm cho nó. Vâng. Không, cái chương trình của mình á cũng là đám cưới vàng, là comeback lại được. Dạ. Yeah, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt. Dạ. Thì không biết rằng là con đó Hạnh. Dạ. Không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. À. Vâng. Thực ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, bởi vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Có một món quà cho vợ con. Biết chuẩn bị quà luôn. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy. Đứng lên luôn chứ. Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi trời. Cho ngày hôm nay. Thì, ôi trời, con có. Em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác là con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dui với chị biên tập, và con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị vào phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước sân khấu không. Con còn nói thế. Có khi lại Rung kìa. Ôi không mở ra được anh. Ôi cái gì vậy? Lạnh. Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng, thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta đã kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của bọn con. Xin cảm ơn. Trời ông chừng hồi bốc tâm chúng tưởng. Son nữa, 5 hộp son. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc. Vâng ạ. Và luôn luôn yêu thương nhau. Vâng. Và mãi mãi là sắc son nữa nha. Cảm ơn ạ. Vậy con có thấy là bảo là chương trình là có chú Thuận, là chương trình chọn cái tên rất là hay, vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng, tắt biển đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Rồi.